kể các chú nhà ở trên đấy mà các chú đã dọn dẹp rồi, thôi cứ để đấy thả ba vào cho các chú còn việc nhất của nhà cơ mà. Và sao bác cái này bác phải lên cho nhà bác. Thôi các chú ở đây làm bạn với chán chả nha. Thế các chú làm đâu? Ê, thôi các chú nhanh chóng đi ăn sáng đi nhá. Bạn thì nói này tiếp 4 giờ rồi đấy. Vâng, bác cũng bị mất sớm lắm. À, là sáng nay bác lên sáng thì tiền sẽ đến mà. Nếu các chú muốn làm việc của chú nhá. Dạ vâng, tôi chọn cho ạ. Mà tôi mới bảo là gì cơ, giờ bảo là gì hả? Này, thì ngày xưa bác bây giờ bác có
Thế là già hiểu nhá, nhà cô này là chồng thì viện hai con thì nhỏ, thế vợ chồng mình thấy sức khỏe là đang bắt đầu ra từng khỏi thì nó sắp hết đường rồi, nhà ta giả nó chưa luôn nữa, anh em san sẻ nhau không cần người chấn ổn. Luật cũng chỉ là nắm của cái bộ, không có gì nhà mình ở đây có luật rồi.
bác kia bác chuẩn bị con cơm bội chúng nhận nào. Cuối cùng xin chúc bộ trưởng cả đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc một tin đồn tốt đẹp.